À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho mình xin một like và đăng ký kênh cả nhà nha, để động lực làm thêm những video tiếp theo quay lên để gửi đến cả nhà mình ha. Các bạn có xem được thì các bạn nhớ đăng ký kênh giùm em nha, đăng ký kênh ha, có ngón tay có chữ đăng ký dưới này giùm em nha, đăng ký kênh em ha. Bên cạnh đó là bên tay phải là có cái ngón tay đưa lên, các bạn nhấp vô em cho mình xin một like nha. Thì mình có đăng ký kênh nè, mình có like thì tự động là YouTube nó sẽ đề xuất cho mình xem các sản phẩm tiếp theo bên em nha. Thì có rất là nhiều sản phẩm mà bên em muốn giới thiệu với mình ha, thì trong một clip thì không thể nào giới thiệu hết được nha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh giùm em nha, còn nhớ like những đoạn video thì tự động là mình sẽ xem được các sản phẩm tiếp theo bên em ha. Thì đi vào mã số 1 trong ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình, bên em có sưu tầm được một bộ 4 thầy trò đường tăng chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem nha, một bộ này nó bao gồm là bốn tượng nha, đường Tam Tạng này, rồi Tôn Ngộ Không ha, Chư Bát Giới, rồi Sa Tăng nha. Ở chọn bộ này về trọng lượng á, về trọng lượng của chọn bộ tay du ký như thế này là 19kg nha cả nhà nha, và toàn bộ đều bằng đồng, rất là sáng bóng, rất là đẹp. Chọn bộ tay du ký nha, và chiều cao của tượng đầu tiên Tam Tạng là lên tới là khoảng là 43cm nha cả nhà nha. Và em có cân trước cho mình rồi nha, chọn bộ này nè là 19kg, rồi Tôn Ngộ Không là tầm khoảng là 28cm, rồi Sa Tăng cao khoảng 29 này, rồi Chư Bát Giới ha, Chư Bát Giới là tầm khoảng là 28, chọn bộ này tới 19kg chất liệu bằng đồng. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, và cũng lâu lâu mới sưu tầm được một bộ như thế này. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay, và mã số 1 này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 11 triệu đồng nha, 11 triệu đồng cho tượng 4 thầy trò đường tăng ha, trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng mình nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em nha. Em có Zalo hoặc là có số gọi luôn ha, mình có thể liên hệ trực tiếp qua đó nha. Đây là mã số 1 ở trong video hôm nay. Và tiếp theo là mã số 2 mà bên em muốn giới thiệu với mình á. Đây là một cái đỉnh thất lân vườn cầu, đây là một cái đỉnh đồng của Quế. Mẫu này là về trọng lượng tầm khoảng 13kg cả nhà ha. Và chiều cao này, chiều cao của tác phẩm thất lân vườn cầu này thì rơi vào khoảng là tầm khoảng là 55cm, bao gồm 7 con lân nha. Đó, những con lân là những cái chốt khóa gời rất là đẹp. Đây, thất lân vườn cầu ha, 7 con lân vườn một quả cầu. Đây là một đỉnh đồng phú quế nha. Về trọng lượng thì em cân gời cho mình này ha, khoảng 13kg. Thì đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 2 này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, một cái đỉnh thất lân vườn cầu như thế là 8 triệu đồng nha. 8 triệu đồng ha, 8 triệu đồng cho một đỉnh thất lân vườn cầu. Đây là mã số 2 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một clip ngày hôm nay ha. Đây là mã số 2. Rồi mã số 3 trong ngày hôm nay là bên em giới thiệu cả nhà mình có một con gà nha cả nhà ha, một con gà chất liệu bằng đồng. Đặc biệt con gà này nó rất là nét, nét từng chi tiết đây cả nhà mình xem ha, bằng đồng nhưng mà nó nét vậy ít có nha. Để mình cùng xem ha. Một con gà rất là to, chất liệu bằng đồng đó ha. Và tượng này thì về trọng lượng là tầm khoảng là 8,3 kg con gà như thế này, và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 47cm cả nhà ha. Và bề ngang tổng thể là khoảng là 26cm chất liệu bằng đồng. Và một con này thì thôi quá đẹp rồi nha cả nhà nha. Và con này hôm nay bên em có giá giao lưu với mình ha, một con gà rất là đẹp như thế này, một con gà ha, con này là có giá giao lưu mình là 4 triệu đồng nha, 4 triệu đồng cho mã số 3 có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà ha. Đây là mã số 4 có trong video, đây là mã số 3 chứ xin lỗi cả nhà nha, trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4 hôm nay bên em còn được một bộ ô trầu. Đây mình cùng xem nha, một bộ ô trầu chất liệu bằng đồng, đầy đủ các món trên đây luôn cả nhà xem nè ha. Và bộ này á, về trọng lượng của bộ ô trầu này nó tới là 6kg luôn nha. Đó, đầy đủ các món trên đây ha, 6kg. Đây là mã số 4, chiều cao đo lên tới cái khay tầm khoảng là 24cm. Và mỗi sản phẩm này rất là dày, rất là nặng nha cả nhà nha. Có hai cái dĩa nữa nè, đây bằng đồng có dưới chân dưới luôn ha. Chọn bộ này tới 6kg được. Và bề đường kính ngang của cái bộ ô trầu này á, thì nó tầm khoảng là 28,5. Đó, chọn bộ như thế này rất là nặng. Và bộ này thì bên em có giá giao lưu mình là 6 triệu đồng. Ủa, bộ này là 3 triệu rưỡi, xin lỗi cả nhà nha, 3 triệu rưỡi ha, nặng là 6kg. Nhưng mà giá là 6, nặng là 6kg nha, giá là 3 triệu rưỡi nha. Giá là 3 triệu rưỡi cho một bộ ô trầu như thế này rất là dày. Đây, các hũ này rất là dày bằng đồng nha cả nhà ha. Dềm chùi sáng bóng lại cực kỳ đẹp nha. Rồi đây là mã số 4 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5 là hôm nay bên em còn được một cái hũ trà này, đựng trà ha, đựng vàng bạc châu báu trang sức thì thôi khỏi chê. Hũ này ha, trên đây là gồng được chạm nổi nè, ở trong này mình về có thể đựng
đựng trà, đựng vàng bạc châu báu trang sức vô đây ha. Đây rất là dày, cho này rộng nữa này, cả nhà xem ha. Và cái này về trọng lượng tầm khoảng là 800g và chiều cao tổng thể tầm khoảng là 12, đường kính ngang ha là 8cm. Có giá giao lưu với mình một cái hũ đựng trà thế này là 900.000 nha, 900.000 ha. Chạm gồng nha, gồng nổi nè. Đó, đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cái hũ trà con cá đây cả nhà xem ha. Mã số 6 là một cái hũ trà cũng rất là dày nha. Mã số 6, hũ trà cá chép. Đây trong này rất là sạch. Nắp này ha. Và về trọng lượng của hũ trà cá chép nó cũng khoảng 900g. Đây là mã số 6 trong video hôm nay và chiều cao tổng thể là khoảng là 12, bề ngang là khoảng 7cm. Cũng có giá giao lưu mình là 900.000. 900.000 cho một cái hũ này nha. Về đựng vàng bạc châu báu trang sức, đựng trà cũng được ha. Rất là dày, đặc biệt là rất là đẹp. Đây, mã số 6. Rồi mã số 7. Mã số 7 hôm nay bên em còn được một cái hũ trà. Một cái hũ trà ha, hũ trà đây cá chép. Đây mình cùng xem ha, có hai con cá chép nè. Hũ trà cá chép chất liệu đồng luôn nha. Cá chép được chập nổi nè. Đựng vàng bạc châu báu trang sức luôn. Hũ này cũng rất là hay đó ha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm hũ này thì cũng báo lại em luôn nha. Tổng trọng lượng á tầm khoảng là 750g. Và cái này á chiều cao tổng thể là tầm khoảng 9cm. Bề ngang ha. Bề ngang là 8cm, chất liệu đồng. Và một cái hũ như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà 850.000 cái hũ này ha. Đó, có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay còn được một cái nải chuối đồng. Đây mình cùng xem nha, một cái nải chuối ha, bằng đồng. Phân 1908. Và nải chuối này là 2 4 6 8 10 13 quả. 13 quả bằng đồng rất là dày nè, cả nhà xem nha. Phân 1908. Về trọng lượng tầm khoảng là 2 ký 7. Bề ngang tổng thể là khoảng là 18cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 8 nải chuối như thế này là 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. 1,5 triệu cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay còn được một cặp hổ. Nguyên một cặp hổ hữu tiền. Đây mình cùng xem nha. Một cặp hổ này về trọng lượng tới 7 kg đừng cả nhà nha. Đây, hai con. Hai con nó đấu nhau nha. Cặp hổ này về mình trưng bày để hai bên là rất là hay á. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 21. Rồi bề ngang là khoảng là 24cm. Chất liệu bằng đồng. Rồi đây cả nhà xem ha, và có giá giao luôn cả nhà mình một cặp hổ như thế này là 2,6 triệu ha, 2,6 triệu, bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Ở cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, 2,6 triệu cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10 của ngày hôm nay là còn được mã số 10 là còn được một cặp gà này, một con trống, một con mái. Cặp này tới là khoảng là 2,8 kg nha cả nhà nha. Con trống con mái ha. Đây là mã số 10. Chiều cao tổng thể là khoảng là 17cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 12. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này ha. Đó, một cặp như thế này có giá giao lưu với mình là 1,6 triệu cho mã số 10 ha. Mã số 10 mà bên em giới thiệu cả nhà nha, mã số 10. Rồi mã số 11. 11 trong ngày hôm nay. Hôm nay là bên em còn được một cấp phẩm này rất là hay nha. Cho mã số 11 nữ thần công lý. Tượng này tới 12kg, gần 12kg nha cả nhà nha. Hôm trước là em có một tượng giao lưu rồi, hôm nay còn về được thêm một tượng giới thiệu của mình luôn ha. Người là đang cầm cán cân ha, tay cầm một cái cây kiếm ha, đang ngồi trên quả đi cầu. Ở dưới chân là có một con rắn nữa nè. Tượng này thì rất là đẹp nha, mình cùng xem ha. Nữ thần công lý ha. Đó, đế là đế tượng đồng, đế là đế đá ha. Tượng đồng, đế đá giùm em nha. Và chiều cao ha, chiều cao tổng thể là 46cm. Bề ngang là 27. Và tượng này hôm nay có giá giao luôn là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu cho mã số 11 có trong video hôm nay. Đây là mã số 11. Đó cả nhà xem ha, có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Tượng là tượng đồng ha. Tượng đồng, đế đá. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha, mã số 11. Rồi mã số 12. 12 trong ngày hôm nay là một tác phẩm rất là hay nha. Cánh cửa thiện ác, chất liệu bằng đồng xưa ha. Đây cả nhà xem nha, một cái cánh cửa thiện ác nha. Một bên thiện, một bên ác. Đó, chính giữa là có cái người mở cửa ra nha. Ở trên này là có cái chầm mình đốt, nó sẽ khói sẽ bay xuống đây. Rất là đẹp, cánh cửa thiện ác. Đây cả nhà xem nha, chất liệu bằng đồng xưa ha. Về trọng lượng của tác phẩm này á là tới 7,5 kg được. Tác phẩm cánh cửa thiện ác, đây cả nhà xem. Một bên hình mặt quỷ, một bên hình Phật nha. Một cái người mở cửa ra ha. Đó, đồng nguyên khối như cả nhà nha. Và nặng tới là 7 ký 8. Rồi mặt sau cho mình xem nè. Về có chỗ để mình máng lên trên cái bức tường nha. Rất là đẹp. Và cánh cửa thiện ác của ngày hôm nay
thì chiều cao, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 30 29 cm. Rồi bề ngang, bề ngang của tác phẩm này là tầm khoảng là 20 29, chất liệu bằng đồng, cánh cửa thì ngát, rất là nặng này các anh em xem ha. Và tác phẩm này hôm nay bên em có giá giao luôn mình là 4,5 triệu nha, 4,5 triệu cho mã số 12 cái trong video hôm nay. Rồi mã số 13 là một cái ấn ha, một cái ấn như ý, một cái ấn rồng ha, ấn rồng như ý, đây mình cùng xem nha, nguyên một con rồng ha, ấn rồng như ý, đây một chuyện đây ha. Và tác phẩm này về trọng lượng á tầm khoảng là 1,8 kg. Rồi chiều cao, chiều cao là khoảng 28 cm, bề ngang là tầm khoảng là 10 cm. Cái này có giá giao được cái nhà 1,4 triệu nha, 1,4 triệu ha, 1,4 triệu cho mã số 13 có trong video hôm nay. Đây mặt ấn đây, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 mà bên em muốn giới thiệu với cả nhà mình có một cặp thần tài thổ địa, hai ông cỡ trên 2 linh vật đó. Hai ông này thì trọng lượng là khoảng 5,2 kg cho thần tài thổ địa, chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 12, chất lượng đồng. Và thần tài thổ địa của ngày hôm nay đây một chuyện ha, bên em có giá giao luôn cả nhà mình, thần tài thổ địa ha, thần tài thổ địa. Hai ông này thì hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình 2,2 triệu nha, 2,2 triệu cho mã số đây là mã số 14 có trong video hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 15 hôm nay bên em còn một con rắn này ha, một con rắn vạn sự như ý nha, chất liệu bằng đồng, con này về tổng trọng lượng tầm khoảng là 3,2 kg. Và chiều cao này, chiều cao tổng thể là khoảng là 24, bề ngang ha 20, chất liệu bằng đồng. Và một con như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một con rắn như thế này ha, con này thì có giá giao lưu với con rắn có giá giao lưu với mình, con này là 1,9 triệu đó, 1,9 triệu cho mã số 15 như cả nhà ha. Và tiếp theo mã số 16 là tượng Phật Thích Ca, đây mã số 16 ha, là tượng Phật Thích Ca hộ với sao nguyên một con rắn đây, mình cũng xem ha. Tác phẩm này tổng trọng lượng tới 5,5 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 33 và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 16, chất liệu bằng đồng ha. Và Phật Thích Ca vì sao là có hộ con rắn che mưa như thế này nè, tác phẩm này là 2,5 triệu nha, một trong những tác phẩm rất là hay đó. Đây là mã số 15 có trong video ngày hôm nay. Và mã số cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cả nhà mình còn có được một cái sông trầm, một cái đỉnh trầm ha, đây một cái đỉnh trầm, mình bỏ trầm vô đây mình đốt ha, có nó sẽ bay xuống cái chén như thế này, chất liệu bằng đồng, đây cả nhà mình xem nha, một cái đỉnh trầm rất là đẹp ha, về trọng lượng là tầm khoảng là 1-2 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 17 cm, chiều dài tổng thể bề ngang là 14. Và cái này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,4 triệu nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.